Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sáu đại cao thủ đồng loạt ra tay, tất cả đều là nửa bước đại năng, nhưng Diệp Phàm lại một mình chống lại, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, sắp hủy diệt tất cả binh khí của bọn họ. Trên mặt đất tràn ngập các mảnh thần thiết, ngọc vỡ, sáng trọng suốt, chúng đều là pháp bảo bị phá hủy. Sau đại cao thủ cũng không địch lại một người Diệp Phàm đây chính là trình lệch chiến lược trần thật, không thể thay đổi được. Không lâu trước kia, hắn vẫn là một tiểu tù sĩ, không ngừng bị người ta đuổi giết, mà hiện giờ lại có thể một mình chiến đấu với sáu vị nửa bước đại năng, cách biệt một trời một vực, chiến lược điên cuồng tăng lên. Còn kiến cùng cự lòng không bao giờ xuất hiện cùng nhau, hạt bộ công anh cùng với đám mây trên trời cũng khó gặp nhau được. Chúng nằm ở các thế giới khác nhau, vĩnh viễn không biết lẫn nhau. Thời kỳ khác nhau, con đường khác nhau thì gặp được những người khác nhau. Khi người khác nghỉ chân, thì hắn vẫn tiếp tục chạy từng bước, dần dần danh chấn Trung Châu, có thể chiến đấu với các tù sĩ cường đại nhất lục hợp sát trận. Sau vì điều bước đại năng đột nhiên thét lớn, tất cả bình khí vỡ vụn đều hóa thành các luồng sáng đang nằm trên mặt đất liền bắn dựng lên. Tất cả mọi thứ lúc ấy dường như đều bao vây lấy Diệp Phàm muốn chém chết hắn ngay lập tức. Bản thân của hắn đã có phòng bị. Lại một luồng thần quang nữa vọt lên trên. Bây giờ hình thành nên một cái lục màng tình trận thật lớn. Diệp Phàm bị nhốt tại khu vực trung tâm. Các luồng ánh sáng chết chóc bày vụt quanh hắn. Diệp Tiểu nghiệt xúc người nghĩ rằng chúng ta là tới tìm chết sao? Chính là muốn mạng của ngươi. Hôm nay ta muốn luyện sống ngươi tới chết mới thôi. Không biết sống chết, ẩm rừng giáo là nơi mà người có thể sống tới sao? Vậy mà còn dám một mình đến công thành, thuần túy là tìm chết mà thôi. Sau tiền cường già phân cho nhau chấn giữ mỗi người một phương, đạp trên sáu cái ngóc nhọn của lục mang tinh trận, ánh mắt bọn họ vô cùng hùng ác và nhảm hiểm, cười lạnh lẽo như băng uy hiếp Diệp Phàm vô cùng cứng rắn. Bây giờ tiểu bối thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một tên truyền thừa bất thủ không phải là thứ mà con kiến như ngươi có thể lay chuyển được. Lát nữa, chúng ta sẽ luyện sống thần hồn của ngươi. Các người cao hứng hơi sớm một chút rồi đó. Tất cả đều đi tìm chết đi cho ta. Diệp Phàm giống to một tiếng. Mặt đất dưới chân hắn toàn bộ nổ tung. Hơn vạn luồng long khí vọt lên. Trong nháy mắt, bao phủ lục hợp sát trận khiến cho ngôi sao cổ kính này tàn rã không thấy đầu nữa. Chuyện gì vậy? Đã vận chuyển trận văn thần thanh rồi, không còn long khí, có thể tiết ra ngoài nữa. Sao hắn còn có thể mượn dùng chúng được nhỉ? Có rất nhiều người trên lầu tại âm dương thành đều kinh hãi. Lùi lại, lùi lại. Một lão giả thét lớn, nhưng thời gian đã quá muộn. Hơn vạn luồng long khí chui thẳng lên bầu trời, tiểu tấn, giống như là hàng vạn. thanh kiếm cùng ngầm lên, phát ra, phá nát cả cổ trận một người bị xuyên thủng thân thể ngay tại chỗ, tiền huyết bắn ra, thân thể bay ngược lên, kết quả lại rơi vào trong một tuồng kiếm khí khác, bị cắt thành thịt nát ngay tại chỗ. Người còn lại kêu to, vận chuyển pháp bảo, cùng thân thể hợp nhất đánh với phía Diệp Phạm, tấn công nhanh như điện. Nhưng Diệp Phạm còn nhanh hơn, từng bước đi tới vận chuyển bí quyết chữ hành. Phát sau mà đến trước, nhân vương ấn đánh ra, khiến cho các thành bình khí này vỡ nát. Tiền kia hoàn toàn một thân nhuộm đầy máu, bay ngược về phía sau. Diệp Phạm lại đạp xuống một cước, đánh cho ngực tên kia lún xuống đất, ngay tại chỗ bị đạp chết, không còn khí tức. Bốn người còn lại đều biến sắc mặt, tất cả bay ngược trở lại, nhưng đã bị lòng khí phun ra ngăn cản, toàn bộ bị cản trở. Diệp Phạm đồng thời huy động tấn công muốn tiêu diệt tất cả. Một ánh sao sáng như tuyết mà lao lên, tràn ngập. Bây giờ hắn lập tức chém một người thành hai đựa. Diệp Phạm phi thường dũng mãnh, một tay của hắn bây giờ như là một cục vàng đánh ra, đánh cho ngay cả pháp bảo lẫn thân thể của tên đối diện thành huyết vụ, vỡ tan ra đến một mảnh không cùng sót lại. Người còn lại kêu thảm thiết, bị Diệp Phàm giơ tay ngắt đầu xuống, tiền huyết trên cổ hắn bắn cao ba thước, không cam lòng nhưng cũng không chịu nổi được sự thật, thần niệm diệt vong. Diệp Phàm vung động hai tay, giống như đang dẫn dắt một mảnh tinh không bà đi. Phụ văn vô tận lóe ra, tràn ngập đầy bầu trời, tiêu diệt hoàn toàn chín kiện thần binh của những người còn lại. Hắn ở trên đánh ra một trường trên hư không, lưu lại một lạc ấn trông rất rõ ràng. Trên phía xa xa kia, bây giờ một tên phun ra một ngụm máu to, thân thể bắn ra thành mấy mảnh, sau đó nổ tung, hoàn toàn vẫn lạc. Lòng khí trong đồng đất sông lên tận trời bao phủ cả chiến trường. Chỉ trong chớp mắt mà sáu đại cường giả đã chết sạch. Một người cũng không còn, Có có thể chống lại một kích phi thường dũng mãnh của Diệp Phạm. Trên thành ngay lập tức lặng ngắt như tờ, Loại thủ đoạn này đã có thể luận ban cùng thánh chủ rồi, không có mấy người có thể làm được như vậy. Bỗng nhiên, một trận đại loạn phát ra, các cao thủ tuyệt đỉnh trong thành nghe thấy tin Diệp phàm tới, liền cùng nhau lao ra. Cả một đám đều đằng đằng sát khí, phần lớn tóc đều đã trắng xóa. Lão giáo chủ chết thật là thảm, chúng nhân đều đã thân thể hóa thành tử chú, vĩnh viễn rời xuống luyện ngục, như lại, vẫn không thể siết chặt được con chó con này, thật là đáng giận. Lão giáo chủ để ta báo thủ cho người Một nam nhân oai hùng đầu tiên bay ra Gào lớn đánh tới Diệp Phạm Hắn cầm trong tay thần kiếm Bổ thẳng xuống dưới Diệp Phạm khe vùng tay Một luồng sáng bay tới va chạm cùng một chỗ Với thần kiếm của người kia Phạt ra tiếng vang không dứt Điều này làm cho trong lòng hắn nhảy dựng Đây là một vị siêu cấp đại năng Người là ai Ta là thánh tử 500 năm trước của ông Dường Giáo Hiện nay là Thái Thượng Trưởng Lão người đến nạp mạng đi. Người này thét lớn, cầm trong tay thần kiếm đánh tới, một kiếm bổ ra, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi hơn 10 dặm. Nhưng truyền tự bất thủ đều cách 500 năm sẽ tuyển cho một thế hệ thánh tử. Khi lão giáo chủ cuối cùng qua đời thì sẽ chọn ra người kế thừa ngôi vị này trong số các vị thánh tử. Thánh tử 500 năm trước, trách không được lại cường đại như vậy. Diệp Phạm trong lòng nhảy dựng lên, diệt hắn. Đúng lúc này, lại có vài tên nam nhân oai hùng bay tới. Tất cả đều sạt khí ngút trời. Một đám tranh nhau ra tay trước, muốn ngắt đầu Diệp Phạm xuống. Tên nào cũng vô cùng cường đại. Thanh tử ngàn năm trước, thanh tử một ngàn năm trăm năm trước, thậm chí còn có một vị thánh nữ hai ngàn năm trước. Thực lực khủng bố làm cho người ta sợ hãi, có thể luận bàn cùng với các thánh chủ cường đại nhất bây giờ. Chủ yếu là do vương dương chiến sống quá lâu, vượt qua hơn ba ngàn tuổi, các thanh tử trước đó thì chỉ có thể chờ mà thôi, không thể nối nghiệp được. Mà nay một vị nguyền lão trở thành giáo chủ, bọn họ đều muốn mượn dịp này để leo lên trước phó giáo chủ, để sau này có thể tiếp vị. Ngày xưa là thánh tử, mà nay lại là nguyên lão cường đại cùng nhau tấn công. Diệp Phàm bây giờ đang quay cuồng. Hơn nữa còn có một vài nhân vật siêu cấp khủng bố lớp tiền bối bày tới, ra tay rất vô tình. Mặc dù Diệp Phàm có thể mượn dùng long khí trong lòng đất có được thực lực tranh hùng cùng thánh chủ, nhưng cũng là không có khả năng độc chiến nhiều người như vậy. Điều này thuần túy là đi tìm chết. Tới lúc rồi, trong lòng hắn làm ra quyết định, dẫn dắt rất nhiều cao thủ ra đây. Hắn muốn thủ thập một gụm long huyết lực, san bằng một đám cường giả, đánh gãy một chân của ẩm dường giáo. Nguyên thiên thần trận mà Diệp phàm đã chuẩn bị trước, liền hoàn diện khởi động. Thần quang vô cùng vô tận hướng lên trên cao. Vài vạn con đại long nhảy lên, khắp nơi đều là ánh sáng nhiều màu bao phủ khắp nơi đây. Đột nhiên một loại khí tức khiến người ta kinh sợ xuất hiện, khiến thân thể người ta muốn nứt ra, mãnh liệt lao thẳng về phía Diệp Phàm. Trong thần thành có một tấm cổ kính màu đỏ tối đang chậm chậm trồi lên khỏi mặt đất. Bình khí của thanh nhân viễn cổ, âm dương cổ kính chân chính đã xuất hiện. Diệp Phàm sờn tóc gáy, tâm cổ kính phòng chế phẩm khi hắn từng kiến thức qua, có thể giết đại năng như giết một con kiến, vô cùng dễ dàng. Vậy thì lại càng không phải nói tới chính phẩm Chết tiệt Hắn sớm đã có chuẩn bị Nhưng cũng không ngờ tới Ẩm dường giáo vừa mới bắt đầu Thì đã vận dụng trấn giáo trí bảo Có thể thấy được quyết tâm giết hắn nặng tới mức nào Tuyệt đối không thể để cho hắn một chút cơ hội Phá cái này thành cho ta Thần lực vô cùng vô tận thiểu đốt Đại Long buôn đời trong lòng đất Đã như cất tung cả Ẩm dường thần thành Toàn bộ lao lên Sông thẳng tận trời khiến cho nơi này trở thành một mảnh hoàn toàn sôi trào. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy có một mảnh hải dương bằng thần lực, căn bản là không thấy được thứ khác. Các phủ văn và diệp phàm đã khắc trong lòng đất, đụng này cuồn cuộn lao lên, Quẹt khắp thiên địa. Đại dương bình mông vô tận nhưng ngân hà trên 9 tầng trời rơi xuống. Đây là một hội đại kiếp nạn. Âm, cửa thành bốn phía của âm dương thần thành đồng loạt sụp đổ, tiếp theo tường thành cổ xưa giống như ngọn núi này lại giống như một tờ giấy mỏng đổ ập xuống bụi mù xông lên tận trời phiến thần thổ có sắc thái truyền kỳ này hiện tại đã xảy ra kinh thiền hạo kiếp rất nhiều kiến trúc cổ xưa đều sụp đổ căn bản không thể khống chế được chỉ một mình ngươi đơn độc đối kháng với ẩm dường giáo của ta lại còn dám hủy đi trọng địa đây là thiên đại sỉ nhục thế nhưng diệt hắn hắn diệt cửu tộc cùng không đủ để rửa sạch mối thủ này rất nhiều nhân vật lớp tiền bối của âm dương giáo trống to gần như điên cuồng Âm một tiếng một chiếc cổ kính trong long mạch dây lỏng đất vọt lên nặng nề di động trong hư không dường như có thể có định được chư thiên muôn đời rất nhiều nguyên lão âm dương giáo đều không kìm đổi quỷ xuống lại thanh bình viễn cổ cậu người bảo vệ căn cơ thần thành của chúng ta thân linh viễn cổ hãy tỉnh lại đi bảo vệ khối sơn xuyên đại địa này diệp phàm đứng ở khoảng không xa không dám tới gần tâm cổ kính kia rất dọa người, gần như có thể thôn tính tiêu diệt thiền địa. Một một luồng khí tức phát ra cũng có khả năng nghiền nát đại năng. Nó thoạt nhìn rất mang phong cách cổ xưa. Một mặt là màu đen, một mặt là màu đỏ. Có được một loại lực lượng khó có thể nói lên lời. Dường như cái gì nó cũng có thể đánh nát. Đây là cổ kính vô địch trong truyền thuyết. Năm đó, thủy tổ bọn họ luyện thành vô địch cả ngũ vực. Ngay cả hải ngoại cũng khó gặp được đối thủ dành chấn cổ kim, từng giết cả vực ngoại thần linh. Đây là trấn giáo trí bảo của thế lực đối địch, thiên hạ đều biết, không có ai dám tranh phong. Diệp Phàm rất muốn đoạt lấy nó, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Thanh bình viễn cổ phun ra nuốt vào lực lượng của thiên địa, giống như một sinh bệnh, giật nhanh sống lại, khiến cho lòng khí đang sôi trào trong lòng đất trở nên ổn định. Nó có thể cố định được tất cả. Cái cổ bình này đoạt tạo hóa trời xanh, thật sự không cách nào đối phó, bụi mù bù đổi lên bốn phía. Tuy rằng cổ kính có thể cố định được lòng khí, nhưng lực được đáng sợ vẫn mãnh liệt như cũ. Thành trí rách nát đổ xuống thành tường mạnh. Diệp tiểu tặc, người, người chết không được tử tế đâu. Rất nhiều cường giả rống giận, lần này bọn họ tổn thất quá lớn, chỉ hận không thể đập đầu vào tường cho xong. Âm dương thần thành sụp đổ một mảng lớn, tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài. Toàn bộ Trung Châu chấn động, mọi người đều gần như không dám tin. Từ xưa đến nay, có rất nhiều đại giáo bị hủy diệt, nát tàn thành bụi, biến mất trong dòng sông lịch sử, không ai có thể nói rõ. Năm tháng dài dằng dặc, bụi bậm cuồn cuộn, bao phủ vô số chuyện xưa, hóa mờ vô số nhân vật phòng ba. Tuyệt đại hồng nhan cười nghiêng thành kia, đại đế vô thượng kia với tư thế oai hùng vĩ ngạn cũng đều táng thân trong lịch sử phủ đầy bụi mù. Cái gọi là bất hủ cũng có một thời gian nhất định mà thôi, không có vĩnh hằng chân chính ngay cả đại đế nhân tộc cũng đều đã tiêu vong. Một số thánh địa cổ xưa, thậm chí thần triều cường thịnh cũng đều đã mai một trong tinh không vô tận kia, bị đàm tháng vô tình phủ đẩy bụi. Nhưng mà dùng một người đơn độc đối kháng với một đại giáo vô thượng, không phá một mảng thần thổ thì cũng là rất ít xảy ra từ xưa tới nay. Điều này có ý nghĩa rằng một đại giáo đang đi về phía suy sụp hay sao? Thật sự là khó tin. Âm dương giáo có rất cường thịnh, không ngờ lại bị một tu sĩ vừa mới vào tiên thai bí cảnh phá hủy thành trị. Một mình thánh thể tấn công ẩm dường giáo gần như thành công, lưu lại một mảnh tường độ. Tin tức vừa phát ra, toàn bộ Trung Châu chấn động. Đây là tin tức khó tin thứ nhất. Cho dù Diệp Phàm có cường đại gấp mấy lần đi chăng nữa, cũng không có khả năng đối phó với một đại giáo. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, âm dương thần thành đổ sập, hơn phân nửa bụi mù sông lên tận trời, chỉ còn lại một mảnh rách nát thiếu chút nữa đã bị sàn bằng. Điều này sao mà có thể? Thánh thể cũng có thể chiến với nửa bước đại năng, nhưng lại không cách nào luận bàn được với những quyền lão kìa chứ. Hắn dùng nguyên thuật bày ra thần trận gần như tế sống cả âm dương thần thành, thiếu chút nữa nó đã bị lòng khí muôn đời thiều đốt thành tro Tình hình cụ thể truyền ra, một một thế lực lớn đều dùng mình. Kỹ thuật của nguyên thiên sư có thể nói vô cùng thần diệu, có thể luận bàn với cả cổ kinh của nhân tộc, đoạt tạo hóa của thế gian một người đơn độc đấu với cả một đại giáo, toàn thân trở ra, hủy một nửa tòa thần thành cổ xưa, kinh động tất cả cường giả trùng châu, rất nhiều đại giáo đều đứng ngồi không yên. Nếu như Diệp Phàm tâm huyết dâng trào đánh vào giáo phái của bọn họ thì sao? Quyền thuật thần dị vô cùng lạ thường, hiện giờ xem ra Trung Châu lòng khí quả thực chính là chiến lược của hắn, có thể hóa thành chiến trường cho hắn phát uy. Càng thêm được lớn tại Trung Châu không thể không chấn động, triệu hoán tầm long địa sư cường đại, củng cố sơn môn của chính mình, tránh cho bị người khác thừa dịp đánh tới. Thánh thể quật khởi, không ai có thể cản trở nữa rồi. Các nhân vật lớp tiền bối than thở, mà một thế hệ trẻ tuổi khi nghe được tin tức này thì rất nhiều người ở trên đó đều có chút ngẩn ra. Diệu Quảng Thánh Tử thì trầm mặc, một người tiến công một đại giáo khiến hắn thật lâu cũng không nói được câu nào. Thủ đoạn năng lệ như vậy sao? Thật là ngoài ý muốn của ta. Một vị đầu đà trẻ tuổi tại Tây Mạc đến từ một cái cổ miếu, có vẻ đẹp như hóa thân của Phật, không kìm nổi ngạc nhiên thán phục. Nam Yêu cũng vì việc này mà xuất quan, nhìn về phía Nam, một trận xuất thần, loại nguyên thuật này vô cùng huyền bí, lại còn có uy được lớn như vậy, khiến cho hắn rất kinh dị. Nguyệt Linh Công Chúa, đệ nhĩ mỹ nữ Trung Châu, suy nghĩ xuất thần, loại thủ đoạn này của Diệp Phàm thật sự rất dọa người. Có thể dùng bột kích hủy diệt âm dương thần thành, giống như thần thoại hoang đường nếu hắn trở thành quyền thiền sư chân chính, liệu có thể trực tiếp tiến công cửu lệ thần triều của ta hay không? Mỗi một thế lực lớn đều kiêng kỵ trong lòng. Nếu Diệp Phạm trưởng thành lên, chưa nói tới chiến lược, chỉ riêng nguyên thuật này cũng đã khiến cho người ta kiêng kỵ không thôi, làm người ta khiếp sợ. Ở trong một trận chiến này, mọi người cũng kiến thức được sự đáng sợ của âm dương cổ kính, thức tỉnh từ trong lòng mạch dưới lòng đất, trồi lên trên mặt đất, lập tức cố định được tất cả, ổn định lại căn cơ, rất nhiều người chính mắt nhìn thấy, ai cũng kinh sợ. Luồng khí tức kia quả thực, có thể hủy diệt bất cứ địch thủ gì. Tuyệt đối không cần tốn nhiều sức để tiêu diệt thánh chủ. Tấm thanh bình viễn cổ này đã trường trồn trên thế gian hai mươi mấy vạn năm. Từng giết cả vực ngoại thần linh. Rốt cuộc thì nó mạnh tới cỡ nào? Có năng lực thần kỳ gì? Căn bản có có thể đo đường được. Toàn bộ Trung Châu đều bàn luận. Diệp Pham lại rất bình tĩnh. Từ khi toàn thân trở ra khỏi âm dương thần thành, hắn đã lập tức gặp được mấy vị cố nhân ở kỳ sĩ phụ. Rất nhiều người đều nhìn hắn giống như là nhìn thấy quỷ. Một người độc chiến ầm dường đại giáo lại còn có thể đạt được chiến quả như vậy, quả thực là một kỳ tích. Trong số các cố nhân này lại thiếu một người, tiểu nguyệt lượng lanh lợi hoạt bát của cơ gia không ở đây. Nàng bị gia tộc gọi trở về, có chuyện quan trọng gì đó. Gần đây cánh cửa cơ gia cũng sắp bị người ta đạp nát rồi, có không ít thế lực lớn đều đi cầu hôn cơ hạ nguyệt, người rốt cuộc như thế nào, ngay cả mấy đại thần triều cũng bị kinh động, đều thí điền thí điên chạy tới cầu hôn như vậy. Cơ gia thần vương thể không đáp lại, hắn rất ổn trọng, trên mặt không có chút gợn sóng nào. Ánh mắt sâu sắc, một mình đứng ở một bên, nhìn khoảng không phía xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ta muốn quay lại đồng hoàng, chỉ đã đường xá rất xa xôi, truyền tống trận bình thường căn bản không dùng được, không thể vượt qua. Diệp phàm có chút phát sầu ta giúp người nghĩ biện pháp. yêu quyệt không lại nói, diệp tử người thật sự muốn đi đồng hoàng sao? nghe nói nơi đó liên tục có đại chiến, các chủng tộc thái cổ đều bị kinh động, đi tới cổ hoàng sơn rồi. người dã dạ man rất hừng phấn, ngoác miệng nói rằng không lâu sau nhất định sẽ đi đồng hoàng tham chiến. có lẽ không lâu sau rất nhiều người đều đi đông hoang, một khi tử sơn bị mở ra, không thể thiếu phòng hỏa đại chiến. ngay cả giao trị thánh nữ cũng nói rằng nơi này. bây giờ thiên hạ phong vân rời khỏi đồng hoàng là một lần nữa thành tiêu điểm để thiên nhân chú ý. Tất cả những gì về vô thủy đại đế đều không tránh khỏi, gây ra sóng lớn cuộn trào vô cùng vô tận. Chư tử bách giáo trung châu đều đang chú ý. Lần tấn công tử sơn khi trước, bọn họ thảm bại mà về. Lần này không có một hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tất cả đều đang yên lặng nhìn chăm chú. Một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ phát động ngay lập tức. Diệp Phàm lại hiện ra tại kỳ sĩ phủ, dẫn phát chấn động chư vương đều xuất hiện, thánh thể không thể nghi ngờ gì nữa, rất hấp dẫn sự chú ý của người khác. Mỗi một, một sự kiện của họ đều gây ra sóng to gió lớn. Trong vùng tiên thổ xinh đẹp này, các cường giả trẻ tuổi đến từ ngũ đại vực như bầy tụ đại, mỗi một, một vương thể đều có thể thấy được mọi người đều chú ý quản sát hắn. Trong đó, có cả nhân vật siêu cấp khủng bố, ngay cả còn kém cả Trung Hoàng, Nam Yêu, nhưng cũng không cách xa lắm. Nơi này tàng long hỏa hổ, trong những ngày gần đây, Diệp Phạm cảm nhận được mấy ánh mắt đáng sợ đang liếc qua hắn. Rừng sâu ngập tràn hổ báo, nơi ruộng đồng vẫn còn có kỷ lân. Lời này quả nhiên không sai, trên đời này đâu cũng có cao thủ cả. Trên một ngọn núi thấp, hắn gặp được một đầu đà trẻ tuổi, miệng tụng kinh, đến từ một tòa cổ miếu không tên tại Tây Mạc, nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ, khó dò ra sâu cạn. Dưới ánh trăng đêm, hắn thấy một vị yêu tộc trẻ tuổi đang đứng trên một ngọn núi, phùn nạp ánh trăng. Hơn nữa, có lúc còn có một cái, ngay cả ánh sao trên trời cũng bị hắn nuốt xuống, khiến cho khu vực này cũng lâm vào trong hắc ám vĩnh hằng cực kỳ dọa người. Những người này đều rất hạ thấp hoặc là ẩn nhẫn, cũng không bày ra thực lực trước mặt người ở bên ngoài. Diệp Phàm chỉ thông quan quyên thuật, nắm chắc nhịp đập của vùng đại địa này thì mới cảm nhận được. Tám ngày sau, Diệp Phàm lại bước lên hành trình mới. Dưới sự tương trợ của Yêu Nguyệt không, hắn tìm được truyền tống trận cổ xưa trong thiên yêu cung truyền đi đến đồng hoàng diệp tử người đi trước ta sẽ đi sau bang bác đứng bên cạnh vừa ăn một miếng quan tài vừa nói thật là chờ mong đồng hoàng đại chiến ta nhất định sẽ tiến đến rất nhiều người đều đã xuất hiện ở cổ hoang sơn rồi người dã man đã chuẩn bị chiến đấu rất sẵn sàng định trước rằng kỳ sĩ phủ sẽ để cho bọn họ đi tới đó thiên Điều cung là một trong thế lực cường đại nhất tại đồng hoàng trước thời hoàng cổ có vô số đại yêu hái sao lấy trăng trên trời, hôm mưa gọi gió trong thiên địa, có thể chống lại đại đế nhân tộc và thánh thể. Mà nay vẫn không có truyền thừa bất hủ nào có thể đánh động. Yêu Hoàng Điện, Đồng Nam Lĩnh cùng được xưng là hai đại thánh địa vô thượng của yêu tộc. Diệp Phạm mượn dung cổ truyền tống trận của Thiên yêu cung, rốt cuộc thành công đi về phía đông, một lần nữa đặt chân đến mảnh đất đồng hoàng. Hiện ra tại một vùng nguyên thủy hoàng phù. Nhìn về phía xa, hắn thấy được vô số đền đài cùng điện đứng sừng sững trên bầu trời, còn có mây mù bao phủ đầy trời, nơi đó chính là thiên yêu cùng trong truyền thuyết. Mười mấy vạn năm trước đây, nơi đây là nơi mà yêu tộc đạt được vô số hủy hoảng. Hơn một vạn năm trước đây, thanh đế cũng từng tới đây gần như kiến tạo đại thiên đình cổ, bốn cùng lại không có thể giải quyết được gì. Nơi đó có một loại uy áp cường đại, Cuộn cuộn mãnh điện ép xuống, giống như thiên cung cổ xưa đặt trên chốn phàm trần, áp người ta thở không ra hơi. Diệp Phạm không dừng lại lâu, sử dụng huyền ngọc thai, nhanh chóng rời đi. Một đường bay về hướng đông, xâm nhập địa vực vô cùng vô tận của Đông Hoang. Đông Hoàng ta đã trở lại rồi. Nửa tháng sau, hắn tiến vào địa vực trung bộ, rất nhiều cổ thành đại giáo san sát. Đây là vùng đất khởi nguồn của nhân tộc. Không đầu sau đó, hắn liền nghe được một lời đồn. Bạc đế vương đằng đến Đông Hoang cũng không chỉ vì vô thủy chung, còn có từng đi cơ xa, chính thức tới cửa cầu hôn. Hơn nữa, hắn hừng sư động chúng, rất nhiều đại nhân vật thuộc vương gia tại Bắc Nguyên cũng bởi vậy mà đích thần tới. Tiến vào trong gia tộc cổ lâu đời mà hư không đại đế một tay khải sáng, mơ ước được leo lên hư không điện. Cơ tộc không dám chậm trễ, dẫn bọn họ vào hư không điện do đại đế cổ tự tay xây. Đây chính là một loại dấu hiệu, chẳng lẽ vâng thần Nguyệt rực rỡ khắp đông hoang này phải đi làm dâu tận Bắc Nguyên xa xôi thật sao? Đây là một hội phòng bà không nhỏ cũng không ít ánh mắt đang nhìn vào. Rất nhiều người đều chú ý, nhất là một thế hệ trẻ tuổi đều muốn đi tới, không muốn thua kém người ta. Không lâu trước đây, cơ tử Nguyệt bị triệu hoán từ Trung Châu, hơn phân nửa cùng việc này có liên quan. Mọi người liền đầu tiên đưa ra phỏng đoán chính xác như vậy. Bạc đế cường đại, có tiềm chất không gì so sánh nổi, mà nay còn có thể luận bàn cùng với đại đế cổ khi còn trẻ, chỉ có hơn chứ không có kém. Tương lai kém cỏi nhất cũng là một vị thánh nhân, cơ tổng sẽ không dừng dừng được đâu. rất nhiều người trẻ tuổi tại đông hoang đều bi quan muốn cạnh tranh được với bắc đế thì căn bản không có khả năng, không có chiến được lớn như vậy, càng không có nội tình như hắn. bắc đế áp chế một thế hệ trẻ tuổi tại Đông hoàng gần như không thở nổi. trong mấy tháng gần đây, những đời hắn đi qua không người nào có thể kháng cự, luận bàn với thánh chủ, ngay cả các giáo chủ khắp nơi đều không dám có chút chậm trễ nào đối với hắn. đây là thực lực một người trẻ tuổi có khả năng tranh hùng cùng đương kim giáo chủ, có thể bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị cùng thế hệ, không ai dám tranh phong. Đáng tiếc, cơ hạo nguyệt tuy là thần vương thể, thực lực sâu không lường được, nhưng hôm nay hôn nhân lại không có khả năng ra tay. Khương tộc không phải còn có một thần vương thể sao, cũng từng bày ra chiến lược trần chính, có thể hay không vừa động đã khiến cho cả thiên hạ kinh hãi không? Hai đại thần vương thể của Đông Hoang cũng không là đối thủ của bác đế tối thiểu, hiện tại không thể tranh hùng ra tay cũng vô dụng thôi. Mọi người rất thất vọng. Đường kìm một thế hệ trẻ tuổi của Đông Hoang tuy rằng có rất nhiều cường giả, nhưng không có một ai có thể áp chế được người đệ nhất của ngũ vực, rất có luận bàn được cùng những người như Trung Hoàng Nam Yêu. Có không ít người nghĩ đến, có lẽ chỉ có Diều Quang Thánh Tử mới có thể đánh với Bắc Đế một trận, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có ai biết được trốt cuộc hắn mạnh tới mức nào. Tuy nhiên điều khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc chính là hắn tuyệt đối sẽ không ra tay nghe nói hắn đang tu luyện một loại kỳ công theo tính tình của hắn một ngày không trở thành thiên hạ vô địch thì sẽ là một ngày không cường thế xuất hiện mười năm sau đồng hoàng sẽ có một người đánh được với bắc đế một trận tuy nhiên lại là một kẻ khiến cho cả thiên hạ không dung tha có người nói như vậy rất nhiều người đoán ra người được nhắc đến này nhất định là hoa vân phi kỳ thật còn có một người các người quên thánh thể sao? Tuy rằng còn không có trưởng thành hẳn, nhưng đã từng làm thịt các thúc thúc ruột và đệ đệ ruột của bác đế đấy. Không biết được, hắn có lẽ sẽ tới. Hắn đã sớm trong cục diện không chết không ngừng cùng với bác đế rồi. Hơn phần nửa là sẽ xuất hiện. Diệp Phong nghe được rất nhiều lời đồn. Đồng Hoàng rất không bình tĩnh. Bác vực có cổ tộc thức tình. Cổ Hoàng Sơn nhất định sẽ gây ra sóng to cuồn cuộn. Trong mấy ngày gần đây, các giáo phái của Bắc Vực cảm nhận được một loại một loại áp bách cường đại có người còn mơ hồ cảm ứng được ký tức của tổ vương thái cổ xuất thế khiến cho ai cũng sợ rùn người vương đằng vương đằng người người mới tới đông hoang nhưng lại quấy ra nhiều phong phần như vậy ư ừ. chưa qua một ngày một tin tức chấn động được truyền ra thanh thể diệp phàm đã vượt qua hư không quay trở về đông hoang dẫn tới rất nhiều người bàn luận ai truyền ra tin tức này khiến cho ai ai cũng biết có người muốn đối phó ta sao Diệp Phạm nhíu mày, hắn vẫn ẩn thần trong bóng tối, những người biết chuyện này cũng không có nhiều lắm. Vương đẳng con ta đang ở đồng hoàng, thánh thể người tốt nhất trọn đời cút đi cho ta, vĩnh viễn cùng không nên xuất hiện, nếu như không sẽ giết người đến mức không đường lên trời, không cửa xuống đất. Đây là lời mà vương gia Bắc Nguyên lúc nào cũng trèo trên miệng. Vương gia Bắc Nguyên thật sự quá bá đạo, đến đồng hoàng cầu hôn lại còn không kiêng nể gì như vậy thật sự nghĩ rằng có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Ai bảo người ta sinh ra một người có tư chất đại đế, quả thật phách lối rung trời. Đây là đang bức bách thánh thể, nhiều đoạn đạo tâm khiến hắn khó có thể bình tĩnh, muốn để cho hắn ra tay, do đó mới có thể báo thù cho thúc thúc ruột và đệ đệ ruột của vương đang được. Mọi người đều nghị luận đang bàn về chuyện này. Thánh thể, chỉ cần người dám đến phường đồng gầy bừa gió, chúng ta sẽ giết người tới mức hình thần cầu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Người của vương gia tiếp tục nói to. Ra ngoài dự đoán của mọi người, Diệp Phàm lại không ẩn nhẫn, ngược đại còn rất cường thế. Ngày lập tức, một mình đi vào trong một đổ thạch phường siêu lớn của vương gia tại Đồng Hoàng, diệt đến mức chó cả không thả. Thanh nhân cường thế ăn miếng trả miếng, đây là đang vả và thẳng vào mặt của vương gia, sau này chắc chắn không tránh được một hồi đại kiếp. Mọi người rất chờ mong hồi đại kiếp ấy bắt đầu một chiếc thuyền nan xuôi theo dòng nước hai bên bờ xanh mát vận hú hổ gầm diệp phàm ngồi xếp bằng trên thuyền uống rượu một mình dòng nước lúc thì êm ả à, lúc thì chảy xiết mấy ngày qua hắn không thấy hắc hoàng còn chó chết bằm này đã là truyền thuyết ở đông hoang không đâu trước đây thiếu chút nữa đã gài trên bắc đế quả thần chấn động đồng thổ diệp phàm cũng không vội tìm người chỉ cần mấy con bé ở đây còn có thì không có gì nguy hiểm hắn sẽ không lo lắng Lúc này, hắn đang du lịch núi sông Đông Hoang, bình tĩnh tu hành rất tự nhiên. Lạc Nhật Cốc, nơi một vị thánh nhân viễn cổ bế quan, thế sự xoay vần, mười mấy vạn năm trôi qua, đã không còn lại gì nữa. Sông chảy về biển Đông, xói mòn khe sâu lớn, này Lạc Nhật Cốc đã trở thành một mảnh đầm lầy, một chút dấu vết cuối cùng của thánh nhân cổ lưu lại cũng đã biến mất. Diệp phàm đứng trên đầu thuyền, đổ một ly rượu xuống chảy theo dòng nước xiết. Con thuyền nhỏ đứng yên bất động, lặng lặng cố định ở đó, hắn cẩn thận ngước nhịp. Lạc Nhật Cốc đã sớm bị đầm nước bao phủ, chỉ có đỉnh núi còn nằm trên mặt nước, như rồng rắn uống rượu. Bây giờ, rùa cũng nằm dưới ánh trăng, rất kỳ quái và kỳ lạ. Trước kia, vị thanh nhân đó sáng lập quy xà thập nhị kiếm, quẹt ngàng đồng hoàng, sáng lập đại giáo vô thượng uy danh hiện hách, các thánh địa đều tới chúc mừng. Đáng tiếc, truyền thừa có vị đại cỡ nào thì cũng có một ngày kết thúc, cực thịnh mà suy, không đến hai vạn năm đã kết thúc, nhanh đến mức làm cho người ta kinh ngạc, biến mất trong năm tháng. Thàn ôi, quy xà thập nhị kiếm đã thất truyền, một môn tuyệt học đừng lẫy xưa nay vĩnh viễn đã biến mất. Diệp phàm tu thân dạo trời khắp trốn, gặp được cổ tích như thế này thì tất nhiên phải phúng điếu một phen, hy vọng có thể cảm nhận được đạo ngân và tâm tình từng trải của người xưa. Quy giả thập nhị kiếm chẳng lẽ có liên quan tới vùng núi này? Hắn nhìn nhìn chỉ có đỉnh núi lộ trên mặt đất ở xa xa, giống như đinh xa lại như con rùa. Trời chiều thê lương, ánh chiều như máu nhuộm đỏ chân trời, đỉnh núi như có linh tính chớp động trong ánh chiều tà, như quy xà cùng lao. Là đối động, là nước động hay là tâm động, Diệp phàm tĩnh tâm ngưng thần tản mát ra thần thức, tràn về phía dãy núi như rắn cùng đỉnh núi cao như rùa, trong nháy mắt xuyên qua mặt đất, nước sông âm ầm vang, và ra tiếng như sấm nổ. Đó là cái gì? dấu ấn tinh thần của các bậc tiền bối sò xuyên qua thiên cổ, mãi mãi không tắt. Lúc này bị hắn dẫn động ra, tất cả cộng hưởng như trăm chiếc chuông lớn cùng chấn động. Nước sông cuồn cuộn cuốn tới, vách đá dựng thẳng âm âm rung động, các thánh quang lóe lên chiếu rọi thiên địa, khiến người ta không nhịn được bốn quỷ bái. Lúc đầu, Diệp Phàm tưởng đó là dấu ấn của vị thánh nhân viễn cổ kia, nói không chừng còn chạm tới quy xà thập nhị kiếm, nhưng liền nhanh chóng phủ quyết, đó là trăm loại dấu ấn cộng hưởng mà không phải là một đạo ngân mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng hiểu được người xưa cùng hắn đến đây tưởng nhớ. Lưu lại một đoạn mảnh vỡ tinh thần rơi vào khe núi. Một môn tuyệt học hiếm thấy, thật sự khiến biến mất ở cổ đại. Nhiều người đã đến tìm, nhưng đều than thở trắng tay. Nửa tháng sau, Diệp Phạm qua sông đi xa, đi vào một mảnh đất hoang mấy chục vạn dặm, không thấy bóng người, chỉ có cổ thụ và tiếng thú rống. Vẫn vương phần, đây là một nơi đầy máu, núi trơ trọi không một ngọn cỏ, ngay cả chim chóc cũng không đáp. Bây giờ vô cùng yên tĩnh, không một ngọn gió. Nơi đây đúng là một mảnh đất cằn sỏi đá, núi thành màu đỏ như máu bị nhuộm, không biết bao lâu rồi mà vẫn thê lương như vậy. Ở xa xa, đất hoàng xanh um, thực vật dày đặc, chỉ có nơi này như một mảnh biệt lập, không có một chút sức sống. Tương truyền, đây là nơi một vị thần vương ngã xuống, thực lực nghịch thiên, vô địch thiên hạ đạt tới cảnh giới thánh nhân. Có thể nói, ở những năm đó, một vị thần thể đông hoang đạt tới cảnh giới thánh nhân là cực kỳ đáng sợ, không có địch thủ trên đời, quét ngang qua thiên hạ. Vị thần vương này giao hảo với nguyên thiền sư đời thứ nhất. Bọn họ cũng bước vào tuổi già. Mạch thủy tổ nguyên thiên sư xảy ra đủ loại điểm xấu, đủ chuyện huyền bí đáng sợ kéo nhau đến. Cuối cùng, thần vương Đông Hoang cùng nguyên thiền thủy tổ cùng nhau trên mảnh đất hoang này chuẩn bị chống đỡ những chuyện đáng sợ. Nhưng mà mặc cho thần vương vô địch có bản lĩnh ngập trời, thủ đoạn nghịch thiên, thế nhưng không thể thay đổi được gì, ẩn cư nửa năm sau đã xảy ra một trận đại chiến chấn động đồng hoàng. Bên ngoài không biết được rõ ràng, nhưng ngày đó thấy được màu máu tận trời cùng với ảo thuật mạnh nhất của thần thể đồng hoàng, đánh nghiêng trời lệch đất, màu máu phủ khắp đại hoang. Khi cờ khủng bố khiến cho tất cả hóa thạch xa xưa nhất đông hoang đều cảm ứng được, trong lòng mỗi người đều rung động tột đỉnh sau đó mọi người chạy đến nơi này đại thần vương đẫm máu nhuộm đỏ đất bằng cũng ngã xuống với nguyên thiền sư thủy tổ không còn thi cốt vẫn vương phần thế nhưng là mảnh đất hoàng thời viễn cổ bị máu tươi của thần vương vô địch nhuộm đỏ ẩn chứa máu huyết của huyết thần linh mãi mãi không đổi màu thủy tổ nguyên thiền sư nhất mạch cùng một vị nhân kiệt vô địch nguyên thiền sư già cùng vượt qua không lành cũng ôm hận mà chết thật là đáng sợ diệp phàm suy nghĩ trong lòng thật không bình tĩnh. Quyền thiên sự cuối đời thật khó mà vượt qua. Đó là một đại kiếp nạn. Tương lai hắn phải đối mặt thế nào đây? Đó là gì? Đột nhiên, thần sắc của hắn chấn động, thấy được một bóng người đứng trên phần mộ máu. Người kia một thân áo xám, chợt lóe rồi biến mất, nhanh đến mức khó tin. Diệp Phạm dùng thần nhãn cũng không thấy rõ được, không kịp theo tốc độ đó. Quá nhanh đi. Diệp Phạm ở quá xa, cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc. Tiếp đó trong lòng đột nhiên chấn động, lộ ra thần ra khó tin, chân đạp bí quyết chữ hành đuổi theo. Nhưng mà khi hắn đến gần, đã sớm mất đi bóng dáng, dựa theo tốc độ này thì có lẽ đã đi ra tám chín trăm dặm, không thể nào đuổi theo được nữa. Thần vương tiền bối, hắn hồ to, khắp đất hoang âm âm trung động, nhưng không có lời đáp lại. Diệp Phạm cảm giác nhìn thấy thần vương tuyệt đại Khương Thái Hư đã biến mất nhiều năm, vương giả áo trắng khổ tình cả đời, thế nhưng là anh hùng bột kiếp thật giống ngài ấy quá hắn không thể xác định nhưng cảm thấy sáu phần mười là đúng trong lòng cực kỳ chấn động tuyệt đại thần vương áo trắng không chết ngài ấy còn sống nói vậy hiện giờ ngài ấy nhất định đã đột phá trong lòng của diệp phàm kích động nhưng cũng vì cuộc đời của thần vương mà thở dài tổ vương thái cổ đã sắp xuất thế thần vương áo trắng trở về làm diệp phàm vô cùng phấn chấn nếu tương lai khai chiến với sinh linh cổ đó là chiến lược vô địch cực vì tình vì người yêu mà quyết sinh tử, chém hết căn nguyên thần vương, cuối cùng lại tái sinh. Rốt cuộc người như vậy sẽ mạnh đến mức nào? Diệp Phạm cũng không biết. Không chút lưu luyến chém đi căn nguyên thần vương, cứu tiểu đình đình, trở về phàm nhân. Có lẽ xưa nay không có một thần vương nào chịu làm như vậy. Thần vương áo trắng lưu toàn bộ thần linh huyết cho ta, lại hao hết căn nguyên cho tiểu đình đình. Cuối cùng một mình đi xa, muốn cùng thải vân tiên tử, trồn giữa núi rừng. Dưới hoàn cảnh này mà ngài ấy vẫn sống, lần này diệp phàm đấn ná thật lâu cảm ngộ đạo ngân lưu lại ở di tích thánh nhân cổ tĩnh tù nửa tháng mới hiện thân nhưng vẫn không thấy khương thái hư trở về hắn vô cùng tiếc nuối thánh thể diệp phàm dám xuất hiện chém hết ba hồn bảy viết của hắn chọn đời không thể siêu sinh đó là lời vương gia nói ra truyền khắp đồng hoàng có vương đẳng con ta ở đây hắn vĩnh viễn không có cơ hội trồi lên dù hắn là thánh thể tù tới đại thành cũng chỉ có thể bị giết trở thành đống xương khô trải con đường thành đại đế. Phụ thần của vương đẳng rất phách lối. Hắn dám đứng ra, ta dám tới giết hắn. Đồng hoàng rộng lớn, mạch ngầm bắt đầu sôi lên. Diệp Phàm tù thần ở trong núi sông, trở về tự nhiên, nghe được những lời này. Hắn không đi đánh phá sản nghiệp vương gia, đối phương nhất định chuẩn bị sẵn thiền là địa võng. Nếu vương gia các người muốn chết, vậy thì toàn bộ đến đồng hoàng, một mình ta diệt sạch các người. Đó là lời Diệp Phàm nói sau khi trở về, hiện thân ở trùng vực. Cùng lúc đó, một tín hiệu không tốt xuất hiện trên đồng thổ, có sinh linh thái cổ đến từ phía Bắc đang đi qua núi sông. Thánh thể chỉ là trò cười, ở trước mặt tộc ta thì tất cả thể chất đều là gà đông chó chợ, không chịu nổi bộ đòn. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi nhất xuất thế, thả ra lời nói này. Đó là một sinh linh cổ mạnh mẽ, Phát tan thần nguyên đi ra. Cho dù rất trẻ tuổi, nhưng vẫn khiến người ta kiêng kỵ. Có người thấy bác đế vương đằng từng đi chung với hắn, tự mình nói chuyện. Vương Huynh, ta giúp Huynh giải quyết tên thánh thể kia. Người mà tộc ta muốn giết, trên đời dưới đất đều không ai cản được. Một vị vương tộc thái cổ trẻ tuổi nói như vậy, mái tóc màu tím, ánh mắt sắc bén cao ngạo lạnh lùng. Thánh hoàng tử của các người có giao tình với hắn, làm vậy có thể khiến chủng tộc thái cổ sùng đọt hay không? Đấu chiến thánh hoàng đã sớm tọa hóa trong những năm thái cổ, còn nay hắn vẫn là hoàng tử, nếu không đánh lại hậu đại vương tộc như ta, thì cũng chỉ là một thánh viên mà thôi. Vương tộc thái cổ trẻ tuổi kia cười lạnh. Chỉ cần có thể tìm ra Diệp phàm, một ngón tay của ta cũng có thể nghiền chết được hắn. Vương Đằng hờ hững nói. Bác Vương ở trong mảnh sơn mạch xa xưa. Một tòa cung điện cổ trong lòng đất. Hai người ngồi đó nói chuyện. Không sao, muốn tìm ra hắn cũng không phải không được. Tổ vương tộc ta trẻ tuổi đắc đạo, luyện hóa một cái thần hồ, có diệu dụng vô cùng. Hiện giờ đặt ở sâu trong động cổ. Hai ta hợp lực điều động, có thể ánh xạ ra tung tích của hắn. Một mảnh huyệt động rộng lớn, thỉnh thoảng thấy được hai khối thần nguyên thật là lớn, bên trong phong ấn xình đình cổ hùng mạnh, nặng nề, lơ lửng vô cùng đáng sợ. Bọn họ đi sâu vào trong, nhìn thành một cái hồ nhỏ khoảng 10 trượng, một mảnh vàng nhạt lưu động, hào quang yêu dị, hai người hợp sức điều động liền phát ra tiếng ù ù. Tiếp đó, chiếc hồ nhỏ phát ra hào quang chói lọi, nhanh chóng run lên, tiếp đó lại bóng loáng như gương, hiện ra một mảnh núi sông. Trong lòng nghĩ tới tướng mạo, thầm đọc tên của hắn. Bây giờ vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nhắc nhở. Vương đằng quát kem một tiếng, chín lòng, chín hoàng, chín hồ, chín huyền vũ đồng loạt lao lên, bao phủ hắn như đại đế đứng giữa bốn loại tiền đình vợn quanh. Thần hồ vàng nhạt, dòng nước lưu chuyển, một mảnh sơn mạch hiện ra, nguy ngà tráng đệ. Trên vách núi có đứng một bóng người chính là Diệp Phạm. Bỗng nhiên, Diệp Phạm quay đầu nhìn lại, ánh mắt như thực chất xuyên thấu thần hồ, tất cả hình ảnh lập tức tàn vỡ. Trên cười của hắn có một kiện bí bảo, có thể cản trở chúng ta tìm kiếm, nhưng mà vậy là đủ rồi, hắn đi tới bóc vực, ta đã đi qua đời đó. Vương Tổng Thái Cổ cười lạnh, bây giờ ta đi giết hắn. Vương Đằng lập tức đứng lên, định đi xử Diệp Phạm ngay lập tức. Vương Tổng Thái Cổ này có mái tóc tím, thân người cao lớn, không các gì nam tự nhân loại, vừa nhìn liên biết là con cháu cổ vương huyết mạch thuần túy nhất. Hắn rất trầm tĩnh, vươn tay cản vương đằng rồi nói, hắn chẳng qua là tiên thai tầng thiên thứ nhất mà thôi. Đối với hai ta thì chỉ là một con kiến, giết hắn bẩn tay, phái một hai tên đồ bộc đi đã đủ rồi. Thần sóc của vương đằng biến đổi, tiếp đó ánh mắt sắc bén trầm giọng nói, ta không muốn có chuyện gì khác, tốt nhất tự bình đi một chuyến, một chiêu phải giết chết. Yên tâm đi, huynh phải nhanh chóng làm chuyện cầu hôn cơ ra, giết một cái thánh thể chưa trưởng thành mà thôi, không đáng kể gì. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi nhàn nhạt cười cười, vô vài bắc đế, cản hắn lần nữa. Thân sóc của Vương Đăng bình thản không nói gì nữa. Đứng trong cổ động, nhìn chăm chăm thần hồ màu vàng nhạt. Hình ảnh ngược lại ở trong đó. Vương tộc Thái Cổ trẻ tuổi vẫy vẫy tay, ánh mắt bắn ra tiền điện tím, triệu hồi hai tên sinh đình cổ rồi nói. Đi thiền đồ cổ sơn mạch, lấy đầu thánh thể cho ta. Tuân lệnh, hai sinh đình cổ mạnh mẽ nhận lệnh, bước ra rời khỏi mảnh cổ động này vương thượng làm vậy không giống như tính cách thường ngày dường như một tên sinh linh cổ ra khỏi cổ động trên mặt lại hiện lên vẻ rụt rè dường như kiêu ngạo tự phụ quá mức phải không tên sinh linh cổ còn lại giọng lạnh lùng rồi nói người đi theo chủ thượng lâu như thế chẳng đã ngay cả điều này cũng không nhìn ra được ư ừ, vương thượng cố ý như thế muốn ngăn cản vương đăng không cho hắn tham dự vào chuyện này thiếu chủ muốn chiếm lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng với tất cả thần vật trên người của thánh thể trăng cái này còn phải nói, vương thượng cần chuẩn bị vật chứng đạo. Những thứ trên người thánh thể kia không thể thích hợp hơn, trời sinh chuẩn bị sẵn cho thiếu chủ đây. Thiền đồ Sơn Mạch là một khu vực tương đối xa ở phía bắc vực. Rất nhiều Sơn Mạch đất đoạn cũng có vô số vực sâu, cảnh tượng hoang vắng. Diệp phàm bay lên tầng mây, đi lên đủ độ cao, nhìn từ trên xuống. Chừng từng phiến khe sâu thật lớn là những đạo vết kiếm. Các vực sâu ít nhiều giống như dấu tay, hắn không khỏi hít một hơi lạnh, khe cốc mấy vạn trượng kia là do đánh ra, trên mặt đất không nhìn ra được, rốt cuộc là tồn tại hùng mạnh tới cỡ nào tạo thành? núi gầy cốc sâu tất cả đều rất xa xưa, cảm nhận ký tức này thì có lẽ gây ra trước thái cổ, căn bản không phải do nhân tộc tạo thành mà là một di tích chiến trường vô cùng xa xưa. ta lại đến gần bắc vực, nơi đây là chuỗi tiếp giáp của trung vực cùng bắc vực, đặc thù mấy chục vạn dặm chết chóc không có một chút thảm thực vật toàn bộ đều trụi lụi diệp vào một đường du lịch không có mục đích chỉ vì tu thân tăng lên tù vì không hay biết gì đi qua đến chỗ này lòng ở bắc vực nhớ bé con lo vô thủy truyền thừa thế như có lẽ là thể hiện đáy lòng của ta hắn tự nói bản năng đi về phía bắc có lẽ bởi vì nó bỗng nhiên trên không trung một ngọn núi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng tím lóe lên hai sinh linh thái cổ hùng mạnh bước ra liếc một cái là thấy được diệp phàm đứng trên vách núi thánh thể nhân tộc giống một tiếng hai tên sinh linh thái cổ rít gào bọn họ hiểu được ngôn ngữ của nhân tộc có lẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc xuất thế các người đến từ cổ sơn nào là vạn long sao hay là vùng cấm thái sơ Từ sơn diệp phàm rất chấn định cau mày rồi hỏi chúng ta đến từ thần linh cốc là nơi khởi nguyên vương tộc thái cổ mạnh nhất thánh thể nhân tộc, thực thời thì giao ra trước đỉnh cùng các bảo vật trên người của ngươi. Diệp Phạm buồn cười, sinh vật cổ kia nói ra những lời này khiến cho người ta có cảm giác là lạ, lạ. Hắn đáp, các người tới đây đánh cướp ta ư. Người nói đúng, còn muốn mượn đầu người sai một lát. Một tên sinh linh thái cổ khác tiến lên. Đến từ bộ tộc thần linh cổ, tất cả đều rất cao to, không phải vương tộc thuần tí, tất cả đều có vảy có hình ngoại trừ là một ít màng cánh hoặc là sừng. Hai tên sinh linh thái cổ này rất bất phàm, vượt ra được bước đại năng, đi ra một bước mấu chốt tiến vào tiền thai tầng thiên thứ hai, lực lượng không có hề nhỏ. Diệp Phạm tuyệt đối không ngại, cười nhạt nói, vừa đúng lúc ta đến Bắc Vực là muốn bắt hai sinh vật cổ, giúp ta dịch tiền lệ lục kim thư. Nhân tộc vô trì không biết xấu hổ, trong những năm thái cổ, các người chẳng qua là thức ăn của vương tộc, chúng ta là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Lúc đó, thanh nhân nhân tộc các người cũng không thể đi ngang đất bằng, phải bị tổ vương các tộc áp chế, là tộc loài dưới chót trong các tộc. Hai tên sinh linh cổ rất kiêu ngạo, tuyệt đối không để nhân tộc vào trong mắt, bộ dạng ngạo nghễ thiên hạ, ta là trên hết, liệt xéo diệp phạm. Đáng tiếc, nhân tộc tầng chót vét mà ngươi nói đã trở thành chủ nhân trên đất bằng, còn các ngươi lại vì từ kiếp mà thoát khỏi thời đại sau thái cổ. Diệp Phạm lắc đầu. Đó là vì chúng ta ngủ say. Hôm nay chủng tộc hùng mạnh nhất đã sắp thức tỉnh trở về, tái hiện vinh quang gửi bể trên. Hai tên sinh linh cổ hướng tới năm tháng đỉnh cao, vô cùng hoài niệm. Trong đó, một tên ẩm lạnh nói, cái gọi là thánh thể, trong những năm thái cổ cũng chưa từng nghe nói tới. Hai tên đồ lệ các ngươi nhớ mãi những năm tháng đỉnh cao. Hôm nay trời đất không đổi, các ngươi không được nữa, phiền dịch cổ kinh cho ta đi. Diệp Phạm ngoắc tay với họ rất tùy tiện. Để ta nếm thử bụi thánh huyết, sau đó lấy đầu của người về báo cáo. Một tên sinh vật cổ khẽ gầm lên. Liền sinh ra ba đầu sáu tay, toàn thân vảy tím lóe sáng nhảy tới. Ngọn núi đá dưới chân Diệp Phàm tan vỡ, hóa thành bụi vấn đầy trời. Ký tức sinh linh cổ mạnh đến tận cùng, sức lực vô biên, hào quang chớp đồng tan vỡ cổ địa. Diệp Phàm để lại một đạo tàn ảnh, tránh qua một kích kinh người của tên ba đầu sáu tay ở đó xuất hiện một cái lỗ đèn thật lớn, sau bàn tay bây giờ đánh tát nơi đó. Mạnh đến thế sao? Trong đầu hắn rung lên, tế ra một khối thần nguyên to bằng đầu người, bên trên có các chi chít trăm vạn phủ văn, vừa xuất hiện liền trói lọi một mảnh thiên địa, không cách nào nhìn thẳng. Thu cho ta! Ở bên cạnh, một tên sinh vật thái cổ giống to, há mồm phun ra một tòa linh lung tháp, ánh sáng màu vàng trói như là thánh vật trấn áp đại thể giới, lưu động vài tia khí tức hỗn độn đó là cái gì? Diệp Phạm lắp bắp kinh hãi, tòa linh lung tháp, thù mất khối thần nguyên, không để nó bùng nổ liền im lặng, không còn một tia dao động. Khối thần nguyên đó dày đặc trăm vạn, văn lạc quán thiên, đủ để san bằng phạm vi trăm dặm, nhưng là bị một cái tháp cổ vàng trói lọi thù lấy, thật sự có chút dọa người. Người dùng thứ này giết thúc thúc, thứ nhất của vương đằng, cho rằng chúng ta không có phòng bị ư, đây là cấm khí dựa theo bình khí tổ vương ta để lại, người nộp mạng đi. Lùng đỉnh tháp màu vàng bay lên, giáng xuống như ngọn núi, đồng cứng thời không, động đại vĩnh hằng, tất cả đều im lặng nuốt lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm giống dài một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng, đạp bí quyết chữ hành lao ra, chỉ thiếu chút nữa đồng cứng trong không gian. Tất cả ở phía sau đều yên tĩnh, hư không tàn vỡ, hòn đã biến mất, tất cả đều tác động chậm chậm. Cấm khí thật khủng khiếp, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, đây chỉ là tế ra hàng phòng chế bình khí tổ vương tộc mà thôi có uy lực lớn như thế nếu như thật sự là vương tháp vàng giáng xuống thì sẽ có uy thế cỡ nào nhưng mà hắn cũng không hề lo lắng cái gọi là cấm khí chỉ dùng được vài lần mà thôi quá lâu sẽ tự động vỡ nát không tồn tại nữa thánh thể đưa đầu ngươi đây tên dình định bản đầu sáu tay kia bây giờ lại nhảy tới sáu tay cùng chuyển động như sáu cái thế giới liên tục thay đổi dập nát hư không đè diệp phạm xuống Khôi thần nguyên người khắc ra không hiệu quả, chờ chết đi. Bớt nói lời thưa. Diệp phàm bây giờ rút lui tránh đối đầu trực diện, cảnh giác nhìn tên sinh vật cổ cầm cấm khí lùng lịnh tháp. Luôn nói thánh thể có thể thân thế vô địch, này khiếp sợ trước mặt ta ư. Tên sinh linh ba đầu sáu tay trảo phúng, lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ cũ, lào tới trước như tia chớp tím. Diệp phàm dùng đấu chiến thánh pháp thúc đẩy nhân vương ấn, như là đại đế cổ sống lại, đồng thời diễn hóa thái cực, một cái vòng tròn màu vàng theo hắn chuyển động đánh ra ngoài. người sinh vật cổ ba đầu sáu tay giật mình, một tên nhân tộc mới tiền thầy tầng thiên thứ nhất Càng được công kích cực mạnh, cho dù đối phương bị đánh xa rất xa, nhưng cũng không bị sao cả. Diệp phàm nghiêm túc, nói tới cảnh giới của hắn còn quá thấp, không thể so đấu pháp lực với đại năng, không ai có thể vượt qua lĩnh vực bát cấm. Ta muốn đấu thần thể với người, có dám không? sinh linh cổ ba đầu sáu tay lại khiêu khích. Vậy thì ngươi thử xem. Diệp Phạm nhấc tay, thẳng tiến không lùi, ép tới phía trước. Sinh vật cổ ba đầu sáu tay bỗng nhiên tươi cười tàn khốc, đột nhiên thúc đẩy pháp lực ngập trời, không dùng thân thể mà đánh lên. Diệp Phạm cũng không đổi sắc, lại tung ra một khối thần nguyên, trăm vạn phù văn dao động như biển, chắn trước người trực tiếp bùng nổ. Sinh linh thái cổ kinh hái nhanh chóng rút lui, sinh vật cổ cầm linh lung tháp nhanh chóng tế ra cấm khí, hư không trùng động, thần quang ngập trời cũng bị nuốt lấy. Tháp cổ màu vàng vô cùng là thần triệu, thủ lấy dấu ấn trăm vạn phủ văn giữa không trùng vào trong, xóa sạch hư không. Nhưng mà lúc này đinh lung tháp màu vàng cũng phát ra một tiếng thanh thúy, bên trên xuất hiện vết nứt, tuy rằng rất nhỏ nhưng có thể thấy được rõ ràng. Trong lòng Diệp Phàm trấn định, bây giờ cấm khí cuối cùng cũng là cấm khí, mà kệ nó đáng sợ cỡ nào thì cũng không thể thật sự trọng dụng không được vài lần là tòa tháp kia sẽ vỡ nát. Các người cậy vào tháp kia thì không trấn áp được ta. Tiểu tử nhân tộc, chỉ bằng chút bản lĩnh của ngươi, không cần dùng nó cũng diệt được ngươi. Tên sinh linh ba đầu sáu tay lao tới, nhưng mà càng phong bị hơn, sợ hắn lại tế ra một khối thần nguyên khác. Tên sinh linh cổ còn lại cũng lao tới, không dám tùy tiện vận dụng tháp cổ màu vàng nữa. Nếu không thể một chiều chết ngay, hắn sợ tổn thất cấm khí vô ích vậy ta đưa các người ra đi diệp phàm thét dài thông thiền động địa mảnh chiến trường cổ cũng chấn động phát ra thần quang khôn cung là nguyên thuật trong lòng hai tên sinh linh cổ rung lên sớm biết hắn nắm giữ một loại kỹ thuật trước thái cổ chưa có là nhân tộc đời sau sáng tạo có thể mượn lực lượng nguyên mạch nguyên mạch nơi này từ lúc thái cổ đã bị cắt đứt thế nhưng còn có thể mượn lực được ư hai tên sinh linh cổ đều cảm thấy không ổn trừ khi trong sinh vật thái cổ các người có vương cấp thánh chủ đi ra, bằng không ai tới thì ta cũng giết sạch. Diệp Phàm có lòng tin mạnh mẽ như vậy. Không lâu trước đây, hắn đã vô hạn tiếp cận cảnh giới nguyên địa sư. Tất nhiên, nguyên thuật càng cao hơn một bước. Ở trên mặt đất bắc vực này có rất nhiều địa thế cho hắn mượn lực nguyên mạch. Có thể nói, ở địa vực vùng cấm thái sơ, ẩn chứa thần nguyên vô tận, hắn có thể đánh với bất cứ thánh chủ nào ở phương Bắc là vùng sản xuất nguyên càng là chỗ hắn có chiến lược tuyệt đối. Nếu là ở vùng cấm thái sơ hoặc tử sơn, hắn sẽ càng mạnh hơn. Bắc vực là chủ chiến trường của hắn, đây là nguyên nhân căn bản mà Diệp Phàm dám đi một mình. Đại chiến rất kịch liệt, hai tên sinh linh cổ căn bản không biết huyền bí nguyên thuật, bị áp chế không thể chống trả, vận dụng cấm khí nhiều lần liền vỡ vụn. Thần Linh Cốc ở trước chiếc hồ nhỏ bầu vàng, vương tộc thái cổ trẻ tuổi cùng bác đế thúc đẩy pháp lực rốt cuộc trong hồ lại phản xạ ra bóng dáng của Diệp Phàm. Âm, bọn họ gặp phải một cước bá đạo hùng mãnh như xuyên thấu thần hộ đạp ra, sắc bén đáng sợ, dập nát hư không, hóa thành một cái lỗ đen. Diệp Phàm chân đạp lên ngược tên sinh linh cổ ba đầu sáu tay, trực tiếp để hắn nằm dài trên mặt đất, bụi đất lung tung, thấy rõ tên sinh linh cổ này hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đồng thời Diệp Phàm giống to một tiếng, nguyên mạch lưu lại dưới lòng đất sôi trào tất cả tinh khí cùng lực lượng quy tắc hợp nhất với Diệp Phạm. Hắn vươn ra bàn tay vàng của mình, đánh tên sinh linh cổ còn lại phun máu, ngã quỵ trong bụi bặm. Đáng chết! Thần linh cốc, vương tộc thái cổ trẻ tuổi mái tóc tím dựng thẳng, ánh mắt sáng tím kiếp người, đập nát ghế đá bên cạnh. Lại là nguyên thuật, ở bắc vực hắn không yếu hơn bất cứ ai. Vương đang nhíu mày. Sau khi Diệp Phạm vung đả thần tiên, chiếc hồ vàng lóe sáng, tất cả hình ảnh biến mất, ở thiên đồ sơn ngoài sự thật thì diệp phàm đã vung đả thần tiên tra khảo hai tên sinh linh cổ không ngừng nghiền ép thần thức của bọn chúng tra đạp ý chí của bọn chúng cơ hội thì chỉ có một không muốn chết thì dịch cổ kinh này ra cho ta hai tên sinh vật thái cổ tha chết chứ không chịu khuất phục miệng đồng răng sắt căn bản không mở miệng diệp phàm không nói nhiều dùng bí bảo đả thần tiên tra đạp thần thức của chúng hai tên sinh vật cổ kêu thảm thiết không thể chịu nổi Diệp Phạm thoáng nhìn chân trời kéo hai tên tù binh đi, biến mất trong thiên đồ sườn mạch. Tám ngày sau, hai tên sinh vật cổ muốn chết cũng không được đã khuất phục, bị Diệp Phạm nhốt vào hang động khác nhau, giúp hắn dịch tiền lệ lục kim thư. Trang lục kim thư này lấy được từ trong ô sao ở tiền táng địa, giấu dưới trứng kim ô. Diệp Phạm lấy được, mỗi lần cầm trong tay đều nóng rát. Tiền lệ lục kim thư là vật của riêng đại đế, vô giá trên đời, tức dùng nó làm chất liệu khắc ra, Điện đối là vô cùng quan trọng. Các người dịch ra cho ta, nếu so sánh không giống, ta giết hai tên các người. Dù sao, còn nhiều sinh vật thái cổ không sợ tìm không được người. Diệp Phạm cất tiếng cảnh cáo. Đây là... Hai, hai tên sinh linh cổ nhận tấm gia thú in sao ra. Nhìn kinh thư cùng với thần văn thái cổ viết ở trên đó. Bây giờ lập tức biến sắc, không kìm nổi mà chợt run rẩy lên. Một tấm tiên đại lục kim thư mất hết hòa lệ chỉ còn lại dấu tích loang lộ, không có một tia dao động thần lực, chỉ còn lại cổ xưa đơn giản. Vốn là vật dùng riêng cho đại đế, lục kim thần quang ngập trời, nhưng trải qua năm tháng lắng động, sương gió mài mòn, nay chỉ nhìn như mảnh đồng nát. Diệp Phạm cầm trong tay một loại cảm giác ấm áp truyền đến ngón tay như là lò lửa đang tiêu đốt. Hắn không nhận ra thần văn, chỉ có thể suy đoán quan sát thần sắc của hai tên sinh linh cổ. Trong hai hàng động, hai tên sinh vật cổ ngón tay run lên bọn họ không thấy nhau tránh để thông đồng nhưng đều có tâm tình giống nhau đến tử vi cổ tình vực quả nhiên năm đó nhân tộc đến từ tử vi cổ tình vực một tên sinh linh tái cổ giọng run rẩy cầm lấy tấm da thú sao chép thần sắc kích động ngón tay run rẩy người nói gì diệp phàm xuất hiện trong hang động tóm vài hắn lớn tiếng hỏi dòng đầu tiên viết rõ xuất xứ là kinh thư của đế cổ nhân tộc vốn từ tử vi tình vực sinh vật thái cổ kia tràn ngập khiếp sợ, nắm chặt tấm giả thú. Trên thế giới này, nhân tộc xuất hiện trễ hơn vạn tộc, tương truyền ở những năm thái cổ, có một đám nhân loại từ vực ngoại đến đây, từ đó mới thêm một chủng tộc. Đây là một tin tức kinh nhân, nhân loại đến từ tử vi cổ tình vực, vượt qua vũ trụ tối đen lạnh băng đến được đây, không phải là ở nơi đó có ngay từ đầu ư. Trong hang động khác, tiền sinh linh thái cổ than thở không thôi, cảm thấy không thể tưởng tượng được chủng tộc nhỏ yếu trong mắt bọn họ lại có thể đi qua tinh vực với quy mô lớn những năm cuối thái cổ chủng tộc mạnh nhất trong vạn tộc có một số tổ vương dẫn theo con cháu rời khỏi cổ tình này không biết tung tích hai tên sinh linh cổ nghĩ tới trước đại khiếp nạn thái cổ một số vương tộc thái cổ di chuyển trong lòng chấn động trên không gian bao đa còn có mấy cổ tinh còn sinh mệnh chứ thái dương trần kinh đây là thái dương chân kinh trong truyền thuyết không bao lâu, hai tên sinh linh cổ trước sau kêu lên kích động vô cùng. Trong những năm thái cổ, nhân tộc có hai đại cổ kinh, một là thái âm, một là thái dương, giành chấn vạn tộc, huyền ảo khó lường. Mặc dù trình thể nhân tộc trong vạn tộc khác thì tương đối nhỏ yếu, nhưng cũng không hiểu, không thiếu người mạnh mẽ. Ngay cả vương thái cổ cũng phải kiêng kỵ, tất cả đều từ hai bộ cổ kinh này mà ra. Một số tổ vương thái cổ đều muốn xem mà không được, vô cùng tiếc nuối, mà nay thái dương chân kinh rơi vào trong tay bọn họ làm sao mà bình tĩnh cho được nếu như đem thứ này hiến cho tổ vương tộc ta nhất định ngài ấy sẽ mừng rỡ ban cho phần thưởng hậu hĩnh đáng tiếc bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi thái dương chân kinh diệp phàm sớm dự cảm được dùng tiên đệ lục kim khắc thần văn xuất hiện trong cổ kim ô đặt trong tay nóng bỏng như vậy chắc hẳn hắn đã sớm suy đoán năm đó nhân tộc xuất hiện một tên đại ma khổ luyện thái âm cùng thái dương vốn hợp nhất lại, trên mặt đất xuất hiện sát kiếp khồn cùng. Có tổ vương thái cổ vì vậy mà chết đi, thật vất vả mới bị mấy vị cổ vương trấn áp trong vạn lòng xảo. Diệp Phạm nghe lời tên sinh linh cổ nói, lập tức nghĩ tới thánh nhân thái cổ trong định. Nhật định là lão nhân khô gầy, mặc áo giả thú, tay cầm cốt bổng. Ngay cả tổ vương thái cổ cũng bị xử lý. Trong lòng hắn nhảy mạnh một cái, nếu để kẻ này sống lại, thả ra ngoài thì sợ là sẽ có một trận náo loạn khủng bố cái này là tàn kinh không đầy đủ. Một tên sinh linh cổ lại nói, Diệp Pham thở dài, hắn đã sớm biết đây chỉ là một mảnh lục đồng mà thôi. Tuy rằng khắc đầy thần văn, nhưng làm sao khắc đầy đủ một bộ cổ kinh được, nhất định chỉ là một quyển. Thành thành thật, thật thật dịch ra cho ta, hai tên các người dịch ra có chỗ nào không giống, đều chết hết. Hắn lại cảnh cáo thêm một lần nữa. Hắn sợ hai tên sinh linh cổ lừa gạt, dù sao quyển cổ kinh này quá trọng yếu, chính là thần vật khoáng thế của nhân tộc còn đến từ tử vì cổ tình vực ước chừng hết ba canh giờ hai tên sinh đình cổ lần lượt hoàn thành rõ ràng bọn họ cũng đang tìm hiểu trang cổ kinh này bằng không làm sao lại đầu như thế có người phải muốn diệt khẩu hay không một tên sinh đình cổ cất tiếng hỏi hắn biết dịch ra xong thì nhất định phải chết ta sẽ cho các người đi thoải mái chấm dứt trả tấn dày dừa diệp phàm nói rất rõ ràng nhưng mà chúng ta muốn sống một tên sinh đình cổ ánh mắt lóe lên Diệp Phạm nhíu mày, sợ bọn họ ngọc đá cùng tan, hủy diệt văn dịch, lại nói, muốn sống cũng được, lát nữa ta chém đi trí nhớ của các người, niệm công lao các người dịch ra cổ kinh, để cho các người bột mạng. Được, một lời đã định. Hai tên sinh linh cổ trước sau trình lên văn dịch, Diệp Phạm không nói gì nữa, yên lặng mà đọc, trong lòng dấy lên gợn sóng, nhưng rất nhanh thất vọng thở dài. Thay dường trần kinh hóa lòng quyền. hắn đã có thái hoàng kinh hóa lòng quyền, đó là quyển kinh mạnh nhất, hôm nay cần cổ kinh tiên thai bí cảnh những thứ khác không cần gấp lắm Kỳ thân cũng có tiên thai quyền hai mặt tiên đệ đục kim thư đều có khắc tổng cộng ghi lại tâm pháp hải đại bí cảnh một tên sinh vật thái cổ rụt rẻ nói diệp phàm nghe được đời này trong lòng thoải mái phấn chấn bộ trận nay hắn bước vào tiên thai bí cảnh thiếu nhất là công pháp tương ứng thay dường trần kinh là cổ kinh xa xưa nhất dân tộc các đại đế nhân tộc vô thủy vũ hằng đều là từng tham chiếu khai sáng cổ kinh có địa vị không thể thay thế. Trong những năm thái cổ, thái âm cùng thái dương vẫn luôn được người ta thảo luận cái nào mạnh hơn, khiến cho nhiều tổ vương thái cổ đỏ mắt mà không cách nào lấy được. Diệp Phạm nhanh chóng đảo qua hai bản văn dịch, nghiêm túc so sánh, cũng không có chỗ khác biệt, chỉ có vài chỗ dùng từ không giống nhau, nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Thay dương trần kinh, Diệp Phạm phun ra thật mạnh bốn chữ này trong lòng thoải mái. Mới vừa rồi, hắn đã rõ ràng tu thành Tiên thai quyển kinh này là lựa chọn tốt nhất. Thay dường tầm kinh có thể làm thần thức vô cùng mạnh mẽ như một vầng mặt trời chói sáng. Tu luyện kinh này thần thức hóa thành mặt trời rửa sạch phàm khí, luyện hóa chân dương nghịch đoạt tạo hóa. Diệp Phàm, giam hai tên sinh đình cổ lại lập tức ngồi xếp bằng trên tảng đá yên lặng tìm hiểu. Giữa bình tâm liền có thần quang vọt lên nối liền với mặt trời. Tu hành thần thức rất nhiều người đến cuối cùng sẽ dẫn động mặt trời tinh luyện thức hải chỉ vì rửa sạch khí hồng trần trở thành thần điểm tinh thuần không tạp chất. Diệp Phạm lấy được Thái Dương chân kinh, lập tức bỏ qua nhiều công sức, dựa theo nó tu hành, tuyệt đối mạnh mẽ, thích hợp, vượt xa các cổ kinh khác. Khi ông nghiệt nghịch thiền độ kiếp, phùn đuốt tia chớp tẩy rửa thận thức, cũng vì là khí trí dương rửa đi khí trí phàm trần, chuyển hóa thành niệm lực tinh thuần, sáng chói như mặt trời. Xẹt một tiếng, chiếc khổ nhỏ bầu vàng của Diệp Phạm chói sáng như mặt trời, tràn ra ánh sáng vô tận, nối liền với mặt trời, nhiệt độ nóng bỏng đến dọa người. Lực thần thức của hắn vốn vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay tù luyện kinh này là tự nhiên như thường, đủ loại lực lượng tán loạn quy kết cùng nhau, lập tức mạnh hơn rất nhiều. Đúng rồi, tiền thái bí cảnh quả nhiên thần bí nhất, chỉ tù lực thần niệm tầng thiên thứ nhất, tiếp đó mở ra thiên tàng, tân thể như toàn bộ phương vị. Diệp Phạm vừa tu hành tìm hiểu, tay cầm bồ đề tử, không nhanh không vội, vận chuyển cổ kinh, giữa bị tầm càng sáng ngời, hắn tu hành tiền thai tầng thứ nhất, làm ít công to, bởi vì đã đủ thần thức. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Rất nhanh một tháng đã trôi qua, một đạo chấn động phát ra, thân thể diệp phàm như kiếm tiên ngâm vang. Tiếp đó một vầng mặt trời nhỏ nhảy ra từ trong tiên thai, chiếu sáng sườn mạch cổ. Thái dương trần kinh, thần thức tẩy luyện thành bầu vàng giống như mài luyện lưỡi đao, dao động ngày càng mạnh. Mặt trời nhỏ màu vàng nhanh chóng biến hình, đầu tiên biến thành một cái đỉnh nhỏ màu vàng, tiếp đó thành cái tháp nhỏ, sau đó thành một cái chuông, cuối cùng hóa thành giống y như hắn